niên thứ 10 tấn tăng Maharaja Mahatera. Đi vô chùa, đi vô cái cổng đấy, xong đi lên. Ở sau có cái cây xoài, cây xoài đó này. Cây xoài đi ở lớn. Ở sau cây xoài đó. Không biết cái gì nữa, sợ không cả. Để xây dựng một cái này là cây me không phải là cây me me trở lại đây và dựng ngôi chùa nhỏ mang tên là Thiện Linh đến năm 1981.